Xin chào các bạn, trong video lần trước thì tôi đã hướng dẫn các bạn cách thức cài đặt workflow màu hoa đỏ trên ConfiUI trên máy tính PC của các bạn. Để chạy được cái workflow này thì nó sẽ yêu cầu cái máy tính của các bạn phải cần có các đồ họa có 12GB RAM trở lên, hoặc là với cái các 8GB RAM dòng TI có thể chạy được, nhưng mà các bị nóng. Với cái yêu cầu phần cứng cũng tương đối là cao, như thế này thì chúng ta sẽ gặp khó khăn khi mà chúng ta không có đủ cái tài nguyên về các đồ họa để có thể chạy được cái workflow này một cách tốt nhất. Trong video hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách thức để sử dụng cái workflow màu hoa đỏ này ở trên Google Colab. Trong cái video trước thì tôi cũng nói rõ về cái nguồn gốc của workflow này. Thì đây là cái workflow của tác giả Thái Anh thiết kế workflow này để hỗ trợ cho các cái nhóm tình nguyện phục hồi ảnh cho các gia đình liệt sĩ. Của workflow này tác giả cung cấp miễn phí để cho mọi người sử dụng. Bạn có thể đọc cái thông tin ghi chú của tác giả ở đây để các bạn có thể sử dụng cho mục đích kinh doanh. Và mảng phục dựng ảnh với tư cách là cá nhân do tác giả đã có ký độc quyền với một đơn vị kinh doanh ứng dụng rồi, nên các bạn phải cần lưu ý trong quá trình sử dụng. Để sử dụng cái workflow này ở trên Google Colab thì các bạn sẽ cần phải có phiên bản là tối thiểu là Colab Pro với chi phí được công bố ở trên website là khoảng $10 trên một tháng. Link đăng ký mua này các bạn có thể click vào đây. Đây là thông tin của các cái gói mà Google Colab cung cấp. Trong đó thì gói Colab Pro là gói được khuyến nghị sử dụng với $9.9, tương đương khoảng $10 thì bạn sẽ có 100 điểm điện toán để sử dụng trên một tháng. Và cái điểm này nếu các bạn không dùng thì nó sẽ hết hạn, nó sẽ mất đi trong vòng 90 ngày. Nên các bạn sẽ cần lưu ý cái thông tin này. Các gói cao hơn là gói Colab Pro Cộng và Colab Enterprise thì các cái thông tin liên quan đến chính sách cũng như là các cái thông tin về cái gói dịch vụ này thì đã được Google công bố ở trên cái trang này. Các bạn có thể vào đây để đọc. Và điều kiện cần để có thể mua được cái Google Colab này thì các bạn sẽ cần phải sử dụng thẻ Visa, có thể thẻ Credit hoặc thẻ Debit. Để mua cái Google Colab Pro này thì các bạn click vào đây và click Agree. Các bạn click vào Add Credit or Debit Card này. Đấy, và các bạn nhập thông tin về thẻ vào đây. Sau khi các bạn cập nhật đầy đủ các thông tin về thẻ, ngày tháng hết hạn, số, mã bảo mật thì các bạn click vào Save Card này. Sau khi click Save Card xong thì các bạn click vào Buy để tiến hành mua. Thì trong này nó bao gồm cả chi phí, thuế nữa, cho nên là giá của nó là $10.52 sau khi các bạn mua xong. Sau khi các bạn đã thanh toán thành công thì các bạn sẽ truy cập vào colab.research.google.com. Các bạn sẽ thấy cái giao diện như thế này, hoặc các bạn click vào đây, copy cái đường link hoặc click vào đây và các bạn dán lên trên trình duyệt. Thì đây là cái địa chỉ của cái phiên bản Colab màu hoa đỏ tôi đã thiết kế để chạy cái workflow màu hoa đỏ. Các bạn chú ý đến mấy cái thông số như sau. Thứ nhất là ở trong này có các cái máy ảo, ở đây trên này gọi là các cái host runtime này. Đấy, thì nó có một số loại như sau. Thứ nhất là loại dùng chỉ chuyên dùng CPU, tức là chỉ có CPU và RAM thôi. Loại A100, loại L4, GPU, T4, GPU và loại TPU V2. Thông tin của các máy như sau. T4 thì RAM của hệ thống nó sẽ cấp cho mình là 51GB. Còn GPU đây là 15GB, disk là 200GB. Đối với cấu hình của máy L4 là sẽ cấp cho mình là 53GB RAM, card đồ họa là 22.5GB. Disk là vẫn là 200GB. Gói A100 thì RAM ở đây là 83GB, GPU là 40GB VRAM và disk vẫn là 200. Và gói TPU V2 là chỉ có RAM hệ thống là 300GB và disk là 225GB. Workflow màu hoa đỏ thì chúng ta chỉ cần sử dụng gói T4 thôi. Với gói T4 này thì chi phí ở đây nó sẽ tính theo điểm điện toán là trung bình là 1.84 điểm điện toán trên 1 giờ. Khi chúng ta mua thì đã được cấp sẵn 100 điểm điện toán. Đấy, thì ví dụ như trong trường hợp là chúng ta sử dụng trung bình lọc liên tục ấy, thì nó sẽ rơi vào khoảng 4.500 đồng trên 1 giờ. Và khi chúng ta sử dụng tạo ảnh ở trên workflow này thì nó sẽ rơi vào khoảng 5 phút trên một ảnh. Thì như vậy là trong 1 giờ, nếu như các bạn bấm liên tục
tạo liên tục thì các bạn sẽ tạo được tối đa khoảng 12 cái ảnh. Trong thực tế thì chúng ta sẽ không tạo được cái như thế này, bởi vì chúng ta sẽ phải cần phải căn chỉnh thay đổi các thông số để cho cái ảnh nó phù hợp với cái kết quả đầu ra. Thì trung bình các bạn có tính khoảng 50%, như vậy thì khoảng 6 ảnh trong 1 giờ là tạo được, thậm chí có thể hơn thì tùy. Đấy, nhưng tối đa nó là 12 ảnh thì các bạn có thể chia ra là trong 1 giờ là giá trị nó khoảng bao nhiêu tiền một cái ảnh. Sau khi các bạn khởi động xong thì các bạn click vào thư mục này để các bạn tải cái workflow màu hoa đỏ này về. Đấy, thì trên này tôi cũng đã cung cấp một cái ảnh mẫu thì các bạn có thể thử. Để sử dụng cái workflow này thì các bạn có thể xem thêm cái hướng dẫn của tác giả Thái Anh ở đây. Tác giả cũng hướng dẫn rất là chi tiết rồi, thì các bạn chú ý là đọc kỹ và làm theo cấu hình cho phù hợp. Sau đây thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách thức để chạy ở trên Google Colab. Các bạn copy cái địa chỉ này. Các bạn có thể lưu ý cho tôi là cho bạn kiểm tra cái thông tin runtime ở đây. Đấy, mặc định ở đây nó là T4. Thì trong các lần khởi động thì nó sẽ sử dụng T4 để chạy. Thì các bạn click vào Save. Thì đơn giản là các bạn click vào Runtime và chọn Run On hoặc ấn Ctrl F9. Thì các bạn tích Runtime, Run On. Thì khi chạy như vậy thì nó sẽ tự động kết nối cái máy T4 của cho chúng ta. Các bạn không cần phải làm gì thêm. Các bạn có thể bấm vào đây sau khi khởi động như thế này xong. Và các bạn có thể thấy được thông tin về CPU RAM mà được cấp và tình hình sử dụng cái ổ đĩa nó như thế nào. Quá trình cài đặt nó sẽ được thực hiện một cách tự động. Thời gian cài đặt thực hiện trong tầm khoảng 10 đến 15 phút. Ở đây các bạn có thể thấy là mỗi lần chạy sau một ít phút thì nó sẽ cập nhật cái điểm này. Về trung bình thì nó sẽ là 1,84 điểm điện toán trên 1 giờ. Nó sẽ trừ theo con số này cho đến khi về 0. Trong trường hợp về không thì các bạn có hai phương án có thể thực hiện. Một là các bạn mua bổ sung này. Mua bổ sung này thì nó sẽ chuyển cái 100 điểm điện toán này vào cái tài khoản Colab này của các bạn. Những trường hợp khác thì các bạn có thể dùng một tài khoản khác để các bạn mua. Và các bạn chạy cái workflow này ở trên cái tài khoản mới đấy. Các bạn có thể thấy là ở đây có các bước. Thì tại bước nào thì nó sẽ có cái biểu tượng quay này. Khi nào mà nó thành công thì nó sẽ có dấu tích xanh. Thì bước đấy đã thành công. Các bạn có thể thấy là sau khi mà chạy thành công ấy, thì nó sẽ có dấu tích màu xanh ở đây. Nếu như màu đỏ thì nó sẽ có lỗi và cần phải tìm cách để khắc phục. Ở đây các bước màu xanh. Ok. Và bước cuối cùng thì đang thực hiện, đang chạy. Và các bạn sẽ thấy cái địa chỉ hiển thị ở đây. Đây chính là cái địa chỉ truy cập vào con file UI của chúng ta. Thì các bạn click vào đây. Quá trình này vẫn đang tiếp tục được cài đặt, nên các bạn sẽ cần chờ thêm một ít phút nữa. Các bạn có thể thấy là sau khi có cái biểu tượng icon ở đây sáng lên thì là các bạn đã cài đặt thành công. Tiếp theo các bạn sẽ cần phải kéo thả cái workflow màu hoa đỏ vào trên cái cửa sổ làm việc của Confi UI này. Workflow đây, các bạn tải về, các bạn kéo vào đây. Bước tiếp theo các bạn sẽ cần phải tải cái hình ảnh lên. Các bạn cũng kéo thả vào cái nốt nhập ảnh đầu vào này. Đây có ảnh cô gái. Ở đây có một số các thông tin liên quan đến độ tuổi về giới tính thì các bạn chú ý là thiết lập đúng. Độ tuổi của cô gái này thì tôi áng chừng là 18-20, để 18. Chỗ giới tính này thì true là đàn ông, còn fail là phụ nữ. Đây thì tôi, đây là hình ảnh cô gái nên tôi sẽ tắt cái này đi. Tiếp theo cô gái này có nụ cười rất là đẹp, đúng không? Đang cười. Thì như vậy là chúng ta phải chuyển sang trạng thái true, cô ấy đang cười và có lộ răng. Thì các bạn click vào True. Tiếp theo là các bạn sẽ chỉnh lại cái form này. Cô gái này tôi cho mặc áo màu xanh đi. Các bạn gõ tiếng Việt. Mặc áo màu xanh là cây. Các bạn click vào QR prompt.
Và quá trình này thì nó sẽ diễn ra khoảng 5 phút. Sau khi các bạn chạy xong như thế này thì các bạn sẽ chờ đợi thêm một ít phút nữa thì nó sẽ xuất hiện các cái ảnh ở trên đây. Trong số trường hợp thì khi chạy các bạn có thể thấy thiếu ảnh ở ô Refine này và Restore này bị thiếu thì các bạn có thể quay trở sang cái Collab này này. Các bạn click vào File, click vào Confile UI, click vào Theme. Đây, đây là trong các cái ảnh mà đã được tạo thì các bạn có thể download trực tiếp các cái ảnh này về. Không cần thiết phải nó hiển thị trên này. Nếu mà không hiển thị ở trên này các bạn có thể vào đây các bạn download. Tải về. Như vậy là đã hiển thị hết trừ hai cái ô này. Chất lượng khá là đẹp đúng không ạ? Các bạn lưu ý là sau khi các bạn sử dụng xong thì các bạn cần phải ngắt cái kết nối với cái máy ảo này để không bị trừ tiền. Các bạn có thể kích vào đây và chọn và disconnect and delete runtime này, hoặc là các bạn click vào đóng trình duyệt, đóng cái cửa sổ hiện hành này của Collab là được. Các bạn click vào đây, disconnect, yes, đấy là nó sẽ ngắt hoàn toàn cái phiên kết nối. Nếu có nhu cầu kết nối thì các bạn kết nối lại và chạy lại từ đầu. Trường hợp nữa thì các bạn có thể đóng luôn cái trình duyệt lại. Như vậy là xong, các bạn sẽ không bị trừ tiền. Như vậy là tôi đã hướng dẫn các bạn cách thức cài đặt và sử dụng cái workflow màu hoa đỏ 3.0 trên Google Collab. Tôi hy vọng là cái phiên bản Collab này sẽ hỗ trợ được cho công việc của các bạn. Video của tôi đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe nội dung chia sẻ của tôi. Nếu thấy nội dung này hữu ích, xin hãy bấm vào nút like, subscribe, nút đăng ký để bạn có thể nhận được các video của tôi sớm nhất. Xin chào các bạn và cảm ơn các bạn đã đăng ký kênh của Hà Mạnh Tuyến.